Cô chào các em nhé. Hôm nay chúng ta cùng làm một số bài tập về tình huống giao tiếp và hội thoại có trong đề thi tuyển sinh của 14 tỉnh thành năm 2020. Tỉnh đầu tiên là tỉnh Bắc Cạn. Trong quá trình học mà các em thấy tên của tỉnh mình xuất hiện thì các em comment cho cô biết nha. Có 33 và 34 các em chọn đáp án là gì đây? Ở đây chúng ta có tình huống đầu tiên là how about cộng với một cái verb in là đưa ra lời đề nghị hoặc là rủ rê cùng nhau làm việc gì. Ở đây là rủ đi đâu các em? Rủ đi Hạ Long Bay vào cuối tuần đúng không? How about going to Hạ Long Bay on the weekend? Bạn nghĩ sao về việc chúng ta đi Hạ Long Bay vào cuối tuần này? 90% câu trả lời của em cho cái câu mà how about cộng với một cái verb in là that's a good idea. Có ví dụ nha. Câu trong bài của em sẽ có những cái dạng như thế này. Hỏi những cái vấn đề là bạn nghĩ sao về việc chúng ta nên bảo vệ môi trường? That's a good idea. That's a good idea. Bạn nghĩ sao về việc chúng ta nên tiết kiệm điện, tiết kiệm nước? Bạn nghĩ sao về việc chúng ta nên chăm chỉ học tiếng Anh, luyện nói tiếng Anh? Đó. Thì 90% câu trả lời của em thế là that's a good idea. Ok. Còn cái đáp án của mình là BCD thì sao nhỉ? That's fine day là đó là một ngày tốt lành, một ngày tươi đẹp thì nó không phù hợp nghĩa. Câu C, yes please do. Đây không phải là câu hỏi yes no question cho nên chúng ta không có chọn là vâng hãy làm vậy đi hoặc là không đừng làm thế. Còn câu đi, thực ra trong tình huống giao tiếp đời thường khi người ta hỏi về cái dạng câu hỏi như thế này chúng ta hoàn toàn có thể trả lời như thế này. Nhưng mà để đúng với ngữ pháp nhất, đúng với cái kiểu tiếng Anh mà mình học nhất thì khi người ta nói là let's go to Hạ Long Bay on the weekend thì các em trả lời là yes let's thì được. Nhưng mà khi người ta hỏi how about cộng verb in thì câu trả lời đẹp nhất sẽ là that's a good idea. Được không? Còn nhớ nhé, trong tình huống giao tiếp đời thường hoàn toàn khi người ta hỏi như thế này mình đồng ý mình vẫn có thể nói được như này nha em. Câu 34 nè. Would you like some more coffee? Bạn có muốn, would you like là một cái lời mời, mời thêm cà phê. Ở Việt Nam mình á, thì hay có cái cách mời như thế này là khi người ta uống cà phê thì sẽ có một cái ly nước trà. Thì người ta không có hỏi mình thêm cà phê mà người ta hỏi hay có cần châm thêm trà hay không. Đúng không em? Có cần châm thêm trà hay không? Tức là bạn có muốn thêm nước trà hay không? Đó. Thì mình đồng ý thì mình nói sao? Yes please. Đó. Còn mình không đồng ý thì mình nói là no thank you hoặc là no thanks. Không, cảm ơn. Còn đồng ý là gì? Yes please. Vâng, vui lòng hãy làm thế đi, đúng không? Tức là chăm trà cho mình đó. Thì câu trả lời ở đây là câu A, no, you're welcome. Tức là không, không có chi. Khi người ta cảm ơn mình thì mình nói you're welcome là không có chi. Cho nên câu này sẽ không phù hợp. Câu B, no thank you. Đó, đúng với cái câu lúc nãy cô nói đúng không? Không, cảm ơn, tức là mình không cần thêm cà phê nữa. Mình uống xong mình đi về. Yes, you're right. Vâng, bạn đúng. Cái này không có đưa ra ý kiến gì hết cho nên không có đúng sai. Yes, I am okay. Cái này thì I am okay tức là ổn đúng không? Khi nào người ta hỏi are you okay? Thì mình trả lời là yes, I am okay. Vâng, mình ổn. Còn ở đây người ta không có hỏi mình về cái vấn đề đó. Người ta hỏi mình có cần thêm cà phê hay không. Mình không cần, mình nói no, thank you. Mình cần, mình nói yes, please. Ok. Câu 3, câu 12 đề của Tiền Giang nha. Thì do đây là những dạng câu hội thoại mà thường hay ra thi cho nên cô sẽ giảng kỹ xíu ha. Câu số 12 này chúng ta có tình huống gì đây em? Một người đàn ông nói là I am sorry, tôi xin lỗi. Thì người phụ nữ trả lời như thế nào nhỉ? Thường người ta sẽ nói là I'm sorry hơn là I am sorry. Đấy không? I am sorry thì các em sẽ hay gặp trong cái tự nhiên cô đọc I am sorry, cái cô nhớ một cái bài hát mà chắc hồi xưa chắc 2K6 không nắm rõ đâu. Cái gì mà I am sorry, I am sorry là nói với em từ lâu mà câm nín gì đó. Đó mấy cái bài nó xưa cũ rồi. Bài nó có thế hệ của cô. Rồi, như vậy thì câu trả lời của người phụ nữ sẽ nói như thế nào? Yes với lại no là sai rồi nè. Yes please, no thanks là cái này là lời mời đúng không? Như vậy là hai câu này sai. Câu A, I am here. Tôi đây nè. Đó, đâu liên quan gì đâu. Xin lỗi mà nó I am here. That's alright. Thì không sao đâu. Đó, mọi thứ ổn mà.
không sao đâu. À, như vậy thì đáp án mình sẽ là ui. Câu C nha. Tỉnh tiếp theo là tỉnh Phú Yên. Câu số 20, các bạn là tỉnh Phú Yên hay không em? Would you like a cup of tea? Tức là gì nhỉ? Lời mời luôn. Would you like là một cái lời mời. Lời mời. Câu C, yes I do. Khi người ta hỏi mình là do you like coffee? Bạn có thích cà phê không? Thì mình mới trả lời là yes I do. Còn ở đây là người ta mời mình mà, phải không? Như lại câu C không phù hợp. Câu D, no I don't. Thì câu C với câu D cũng vậy thôi ha, không thích. Câu B, no it's alright. Không, ổn mà, không sao đâu. Như vậy thì cái này người ta mời mình mà, phải không em? Không phù hợp. Còn câu A là oh yes please. Đó, bây giờ cô nói nè, hồi nãy chúng ta có cái lời mời đúng không? Thì câu trên á là người ta là no thank you hoặc là no thanks, tức là không cảm ơn nha. Còn ở đây là oh yes please. Đó, khi mình đồng ý thì mình nói là yes please. Và ở đây người ta còn gọi là sao nhỉ, trang trọng hơn là người ta thêm chữ thank you vô nữa. À, rồi như vậy thì đáp án của mình sẽ là câu 20A. Rồi mình đi qua tỉnh Bắc Ninh nha. Bắc Ninh thì có hai câu. Câu 11, các em chọn đáp án là gì nhỉ? Ở đây chúng ta có tình huống ở một cái căng tin trường học đúng không? Trong căng tin trường học, Adam and Janet are at the school canteen. Là đang ở school canteen, là căng tin trường. Mà ở trong căng tin thì một là ăn bánh, hai là uống nước. Mà các em thấy câu trả lời của mình nãy giờ mình có nói sao? Khi nào các em thấy yes please, khi nào các em thấy no thank you, thì ở đó đang có một cái dạng câu lời mời ha. Và ai mời cái gì đó, bạn Janet nói là đồng ý, Adam mời cái gì đó và bạn Janet đồng ý đúng không? Thì chúng ta sẽ khoanh vùng thử trong bốn đáp án của mình có cái nào là lời mời hay không. Thì đây mình thấy câu B là would you like a cup of coffee? Bạn có muốn một ly cà phê không? Bạn có muốn uống cà phê không? Đó. Thì câu trả lời là vâng, mình có, yes please. Còn câu D là gì em? Cô ấy đang dạy tiếng Anh, không có liên quan gì hết. Câu A nghĩa là gì các em? It's a bit hot in here, isn't it? Nghĩa là trời ở đây nóng đúng không? À, thì không có liên quan đến yes please. Còn câu C, can you pass me the salt please? Hai đứa ngồi đối diện nhau, thì Adam mới nói cho này là đưa cái ổ muối qua cho mình. À, can you pass me? Đưa cái gì đó, can you pass me? Thì cái này đưa ổ muối, xong cái trả lời là yes please. Cái nếu như các em dịch bằng tiếng Việt thì các em sẽ bị gặp bẫy ngay. À, cái này là tình huống giao tiếp, cho nên các em phải đưa ra khi mà người nhìn câu trả lời là các em phải gặp nhớ ngay cho cô đến would you like. Chứ còn các em dịch tiếng Việt thì sẽ bị gặp bẫy này, học sinh của cô hay gặp như này. Mà bạn vui lòng có thể đưa ổ muối cho mình được không? Cái vâng, mình rất vui lòng. Đó là dịch là bị sai ngay, phải không nào? Cho nên mình phải, tiếng Anh nó phải có tình huống và câu hỏi như thế nào câu trả lời phải phù hợp, chứ không giống tiếng Việt của mình trả lời sao cũng được. Rồi mình qua tiếp câu 12 đi em. Câu 12 các em chọn cho cô đáp án là gì nhỉ? Ở đây các em chỉ cần học cho cô một từ thôi, và từ này cũng quen thuộc chứ không có gì phải xa lạ. Nếu như bạn nào mà thường xem YouTube mà các em xem những cái chương trình tìm kiếm tài năng của bên Mỹ với của nước Anh đó, rồi ở Việt Nam mình cũng có, thì người ta cũng thường hay dùng những cái từ này. Chúc mừng á, congratulations đó, người ta cũng hay nói phải không nè. Thì cái này nghĩa là chúc mừng. Chúc mừng cái việc gì đó, mình không biết cái câu nghĩa sao, nhưng mà khi mà người ta chúc mừng mà mình nói à you're welcome, người ta khi nào cô nói là người ta cảm ơn mình thì mình nói là không có chi, đúng không nào? Chứ còn ở mình mà thường á, ở Việt Nam mình á, chúc mừng bạn học sinh giỏi nha, ừ không có chi. Thì chúc mừng có nói vậy không em? Sẽ có một số tình huống là chúc mừng mày nghe, ừ không có chi đó. Nhưng mà ở nước ngoài không có dùng do welcome, là khi người ta nói là cảm ơn thì mới nói là không có chi thôi. Yes, certainly, vâng, chắc chắn rồi. À, tự tin quá mức, phải không? Nếu như dịch ra tiếng Việt của mình là tự tin quá mức. No at all, tức là không có chi, không có gì. À, thì hai cái này nó cũng như nhau thôi. That's very kind of you. Ôi, bạn thật là tốt bụng, bạn thật tử tế. Như vậy thì ở đây là câu đi. Thôi, chúc mừng ai đó. Trời ơi, bạn tốt bụng quá. Thì nói nó dịch ra tiếng Việt của mình thì nó không phù hợp, nhưng mà nó lại phù hợp với tiếng Anh. Vì mình học ngôn ngữ của họ thì mình phải
tập làm quen với những cái cách trả lời như thế này. Ok, bây giờ cô sẽ dịch luôn cho các em cái câu này ha. Congratulations on your winning the first prize at the talent contest. Mình chúc mừng bạn gì đây? Chúc mừng bạn đã thắng, tức là đã chiến thắng cái giải thưởng đầu tiên tại cuộc thi gì em? Cuộc thi tài năng. Và câu trả lời là That's very kind of you. Bạn thật là tốt bụng. Ok, mình đi qua tỉnh tiếp theo nha. Tỉnh tiếp theo là tỉnh Bắc Giang, 31 và câu 32. Các bạn ở Bắc Giang cố lên nha em. Cô thấy là dịch bệnh của Bắc Giang cứ không ngừng tăng lên như thế này. Mình cũng không biết là cuộc thi của mình sẽ hoãn đến bao lâu nữa. Nhưng mà các em vẫn cứ cố gắng luyện tập nha. Mình luyện để lên lớp 10 mình còn học cho tốt nữa. Câu 31 các em chọn đáp án cho cô là gì nhỉ? Một cái lời cảm ơn vì cái việc gì đó. Mà xong tự nhiên đáp án là no thanks. Không, cảm ơn là không phải, không phải, không được đúng không? Of course not. Tất nhiên là không. Nhưng cảm ơn mà nói không, tất nhiên là không. Nghe nó phủ vàng quá ha. You can say that again. Người ta nói cảm ơn, cái mình cứ nói là bạn có thể nói lại lần nữa không? Bạn có thể nói là điều đó lại lần nữa không? Ôi trời ơi. Rồi, giống như mình đùa với nhau mình nói cảm ơn ấy. Lâu lâu cái mình đùa mình nói ừ nói lại đi, nói lại đi. Thì cái kiểu đó là đùa cợt ha. Còn cái này là câu nghiêm túc. Khi người ta cảm ơn mình về việc gì đó thì mình phải trả lời như thế nào ha. Như vậy thì còn một cái đáp án thôi, nhưng mà chúng ta sẽ dịch nghĩa thì mới hiểu được cái câu này. Hannah and Jennifer are talking to each other after the party. Tức là Hannah and Jennifer đang nói chuyện each other là với nhau sau cái bữa tiệc. Thì Hannah mới nói rằng thank you very much for inviting me to the party. Tức là cảm ơn rất nhiều vì bạn đã mời tôi đến bữa tiệc. Thì Jennifer mới nói sao em? It's my pleasure. Tức là đó là niềm vinh hạnh của mình mà. Đó. Niềm vinh hạnh của mình khi mời bạn đến. Em thấy người nước ngoài người ta giao tiếp hay gọi là người ta dùng từ như thế nào nhỉ? Kính ngữ, phải không? Rồi câu 32 đi em. 32 các em chọn đáp án là gì nhỉ? Câu này chúng ta có tình huống gì đi em? John mời ai? Mời Susan to go to the cinema with him. Mời Susan đi xem phim với anh ấy. Và John nói sao? Do you feel like going to the cinema this evening? Bạn có thích đi xem phim với mình vào tối nay không? Thì cô ấy nói sao nhỉ? Cô ấy nói you're welcome. Cô ấy nói không có chi. Là loại nè, phải không? Rồi cô ấy nói là thanks for your compliment. Cái này là lời khen. Ai khen cái gì đó thì mới nói là cảm ơn về lời khen của bạn. Thì cái này loại luôn. Sorry, I can't. I'm busy. I'm busy như là gì? Bận rồi. Đó, mình xin lỗi nha, mình bận rồi, mình không thể đi được. Còn câu A các em sẽ rất là dễ bị bẫy tiếng Việt. Bẫy là sao? Nếu các em dịch sát quá thì các em sẽ bị bẫy là như thế này. Bạn có, cái này là lời mời đúng không? Lời mời thì nó sẽ có cấu trúc của lời mời. Bạn có thích đi xem phim với mình vào tối nay không? Nếu các em dịch ra tiếng Việt nè, mình e rằng, mình sợ rằng, mình không đồng ý. Đó, tức là thường á, ở mình sẽ có là đồng ý hay không đồng ý đi xem phim chung á. Thì mình sẽ nói là mình đồng ý hoặc mình không đồng ý. Thì ở đây giáo viên đã hiểu được cái cách dịch bài của các em, cho nên người ta mới đưa ra cái câu là I'm afraid, ta đây cho agree. Mình e rằng là mình không đồng ý nha. Như vậy thì cái câu trả lời này nó dành cho cái việc là hỏi là bạn có đồng ý cái này, việc này bạn đồng ý việc kia. Thì người ta mới dùng I'm afraid that I don't agree của chính các bạn là thì. Rồi, ok không? Nãy giờ nó bị lệ mà cô không biết. Như vậy đáp án của mình câu 32 là câu C ha. Bây giờ mình đi qua tiếp tỉnh Bình Thuận. Bình Thuận mình có câu 14. Câu 14 này chúng ta có tình huống gì đây em? Phi and Hoa are talking about ways to learn English. Làm cái đang nói về talking about cái cách để mà chúng ta học tiếng Anh, được không? Phi nói sao? I think listening to English songs is good way to learn English. Là cái cách tốt, tức là nghe cái việc mà tôi nghĩ rằng cái việc nghe những cái bài hát tiếng Anh á, là cái cách tốt để cho chúng ta học tiếng Anh. Thì Hoa mới nói sao đó, mà Hoa nói gì nè.
We can improve our listening skill. Chúng ta có thể cải thiện cái kỹ năng nghe của chúng ta through, thông qua gì? English songs, thông qua những cái bài hát tiếng Anh. Như vậy là đồng ý hay không đồng ý? Đồng ý, đúng không nào? Một bạn thì nói là mình nghĩ rằng cái việc nghe những bài hát tiếng Anh là cái cách tốt để học tiếng Anh. Thì bạn Hoa mới nói là chúng ta có thể cải thiện cái kỹ năng nghe của mình thông qua những cái bài hát đó. Đấy, như vậy là đồng ý. Mà đồng ý thì chúng ta chọn đáp án là gì em? I agree with you. Đồng ý, mình đồng ý với bạn. Còn đây là mình không đồng ý nè. Còn cái câu C nghĩa là gì? Your English is very good. Là tiếng Anh của bạn rất là giỏi. Này không, này đâu có liên quan gì đến giỏi hay khá đâu này. Thank you for your advice. Advice nghĩa là lời khuyên. Cảm ơn lời khuyên của bạn nhé, cũng không phải lời khuyên luôn. Rồi mình đi qua tiếp. Đề của tỉnh Bến Tre. Bến Tre có một câu số 14. Câu này chúng ta có tình huống gì vậy em? Thank you for the present, Jimmy. Cảm ơn gì em? Present là món quà. Present, món quà các em nhé. Học thêm từ này, món quà. Thì người ta, mình tặng quà cho họ xong họ cảm ơn. Họ cảm ơn thì mình nói sao các em? Mình nói không có chi, đã nói cảm ơn là dùng không có chi, đúng không nào? You're welcome. Very glad, rất vui. I'm sorry, xin lỗi. No, of course not. Tất nhiên là không. Câu số 9, số 10 đề của Hồ Chí Minh. Câu 9 này các em chọn đáp án là gì nè? Sinh viên A và sinh viên B. Sinh viên A nói sao nè? Give my best regards to your parents. Là cho mình gửi cái lời gọi là lời hỏi thăm á. Đến ai em? Đến bố mẹ của bạn nhé. Lời trân trọng, đáng kính đến bố mẹ bạn nhé. Thì thường là tình huống sẽ là viết thư á. Hỏi thăm nhau xong rồi, ê cho ta gửi lời thăm ba mẹ mi ngang. Đó. Thì ở đây câu A, it's nice of you to say so. Mình rất vui khi bạn nói vậy. Cái này là gì em? Khen à, ai khen mình? Cái mình nói là mình rất vui khi bạn nói vậy. Như vậy là câu A là dùng cho lời khen. Câu B là you're welcome, là lời cảm ơn. Câu C là I'm glad to hear that, tức là mình nghe một cái tin vui từ ai đó thì mình nói là I'm glad to hear that. Tôi thật vui khi, mình thật vui khi nghe điều đó, đúng không? Còn ở đây là gì? Thanks, I will, tức là vâng, mình sẽ làm thế, tức là mình sẽ chuyển lời giúp cho bạn. Như vậy đáp án này là câu D. Câu số 10. Câu số 10 cô sẽ đẩy lên nha. Câu số 10 của đề Hồ Chí Minh. Câu 10 chúng ta có tình huống gì đây em? Would you please, vui lòng gì đây? Wait a while. Wait a while nghĩa là đợi ha. Vui lòng đợi mình một chút ha. Đợi mình trong một giây lát thôi. Thì câu A, never mind, đừng bận tâm, tức là người ta nói rằng là xin lỗi bạn về việc gì đó thì chúng ta nói là thôi đừng bận tâm đó. Thì ở đây là dành cho đáp lại lời xin lỗi nè. Câu trả lời cho câu xin lỗi. Of course I wouldn't. Tất nhiên rồi tôi sẽ không làm thế đó. Là bỏ đi luôn hả em? Ai mà làm kỳ vậy? Certainly I'll be right here, tức là chắc chắn rồi mình sẽ ở ngay đây thôi, mình không có đi đâu, tức là mình sẽ đợi bạn đó. Nói trò là lời cảm ơn, đúng không? Khi người ta cảm ơn mình cái gì đó thì mình nói là không có chi đâu, you're welcome hay là nói trò. Rồi mình qua tiếp câu của tỉnh Yên Bái nha. Tỉnh Yên Bái, câu số 14 và câu 17. Tình huống câu 14 là gì các em? Hai đứa bạn lâu ngày gặp nhau, hè ha, nghỉ hè 2 tháng. Cái tự nhiên ngày đầu tự trường cái nói gì chứ? What an attractive hairstyle you have got, Susan. Susan à, bạn có một cái mái tóc như thế nào em? Thật là thu hút đó. Lời khen đúng không? Khen thì nói sao? Thank you for your compliment. Cảm ơn lời khen của bạn, được không em? Quá hợp lý luôn. Câu C là có vẻ phù hợp với người Việt Nam mình nè. You are telling a lie. Bạn nói đùa à, nói dối à. Đó, nhưng không phải nha. Rồi câu B, thank you very much, cảm ơn rất nhiều. I am afraid, mình e, mình sợ điều gì em? Người ta khen mình mà. I see what you mean, mình hiểu được cái mà bạn tức là mình hiểu được ý của bạn, cái mà bạn đang muốn nói.
Câu A là phù hợp nha. Khi người ta khen mình thì mình phải cảm ơn. Rồi, mình qua câu 17 nha. Câu này các em phải làm đúng hết cho cô nha. Lúc nãy câu đầu tiên chúng ta học gì? Let's go. Đó, hoặc là how about going? Thì chúng ta sẽ trả lời là gì? That's a good idea. Let's go out for a walk. Chúng mình hãy đi ra ngoài đi dạo đi. It's nice day today. Là gì vậy em? Trời hôm nay thật là tươi mát, thật là đẹp. Chúng mình đi ra ngoài đi dạo đi. Thì ý hay đó. Còn câu B là never mind, là đừng có bận tâm, là dành cho câu xin lỗi. Câu C, yes please, là dành cho câu gì em? Lời mời. Câu A, it's very kind of you to say so. Thật vui khi bạn nói như vậy. Rồi, câu số 10 của đề Vĩnh Phúc ha. Đáp án câu số 10 là gì em? Quá dễ luôn, so easy phải không? I love music. Mình rất là yêu thích âm nhạc. Đồng ý hay không đồng ý? Cái này là gì đây? Yes, I like it. Vâng, mình thích cái này. Câu hỏi không phải yes, no nha. Không phải là... Chết rồi, cái gì? Yes, no question. Cho nên chúng ta sẽ không có câu C vô đây. Đồng ý, so do I. Mình cũng vậy. Như vậy là đáp án câu A. Còn cái này là sai ngữ pháp. No, I won't. Không, mình sẽ không làm thế. Này là loại câu B ha. Vĩnh Long mình có hai câu 17 và 18. Câu 17 quá dễ dàng phải không? Where are you from? Bạn đến từ đâu? Câu trả lời là gì nhỉ? Câu A mình có gì nhỉ? Well, I am a student. Người ta hỏi mình là ai thì mình mới trả lời mình là một sinh viên. I'm here only for 2 days. Tôi chỉ ở đây 2 ngày thôi. Người ta hỏi là mình ở đây bao lâu thì mình mới nói ở đây 2 ngày. Từ ngày 17 đến ngày 18, như vậy là cái này cũng nói về ngày đúng không? Vâng, tôi đến từ Hàn Quốc, Seoul, Hàn Quốc, phải không? Câu 18 em. Do you think I should get married a city for her birthday? Là gì vậy em? Bạn có nghĩ rằng là tôi nên tặng cho Mary một cái đĩa CD vào ngày sinh nhật của cô ấy không? Thì Nick nói sao nhỉ? Yes, but make sure, tức là hãy đảm bảo rằng it isn't one. Nó không phải là một cái mà cô ấy đã có. Tức là mình tặng cái gì cho người ta thì mình phải biết được rằng người ta có cái đó chưa. Mình muốn tặng một cuốn sách thì mình phải biết là người đó có cuốn sách đó chưa. Chứ có rồi mình tặng lần nữa thì bạn này mới đưa ra lời khuyên là muốn tặng CD thì phải xem thử là Mary đã có cái CD đó chưa. Nếu có thì mình tặng cái khác, phải không? Phù hợp đúng không em? Câu B ha. How about waiting until tomorrow? Bạn nghĩ sao? Cái này đã đưa ra lời đề nghị rồi mà tự nhiên cái how about verb in nữa, như vậy là loại câu B ha. Bạn nghĩ sao về việc chúng ta đợi cho đến ngày mai? I think, nè tôi nghĩ nè, sẽ là 7 đó nha. Mình nghĩ rằng the red one, tức là cái màu đỏ, looks better on you, tức là phù hợp với bạn hơn. Nè, cái này là tặng cho Mary mà. Câu D, are such ceremonies holding your country? Tức là như vậy thì cái nghi lễ đó có được tổ chức, câu này bị động em, tại quốc gia của bạn hay không? Thì cũng không phù hợp. Như vậy đáp án của mình là 18A ha. Mình đi qua tỉnh tiếp theo là Nghệ An. 7, 8, 9, 10 cũng còn khá nhiều đó các em. Đồng Nai là dài nhất. Đây, let's go nè. Let's go. Đó, như vậy đáp án của mình sẽ là good idea, đúng không? Cái này là gì đây? Let's go to school by bike instead of motorbike. Hãy đi đến trường bằng xe đạp thay vì đi xe mô tô, đúng không? Thì ý hay đó, good idea. No, I don't. Rồi, I need it. Why that? Tại sao lại như thế? Cái này đưa ra lời đề nghị rồi. Why that? Là người ta mất 7, gọi là 7 tiếng Việt đó em ha. Câu 8 các em chọn đáp án là gì nhỉ? Kay nói gì đó mà Mary nói là don't worry about it, là đừng có lo lắng về điều đó. Could you do me a favor? Bạn có thể giúp tôi được không? Như vậy thì nói là đừng lo lắng là không phải, đúng không? Thank you for inviting me. Cảm ơn vì bạn đã mời mình đến đây. Như vậy thì đừng lo lắng là không phải.
Câu đi, do you need any help? Bạn có cần bất kỳ cái giúp đỡ nào không? Sự trợ giúp nào không? Nói là đừng lo lắng về điều đó, loại luôn. Sorry for coming late. À, cái từ này các bạn đánh máy sai rồi. Coming late. Late. Nó phải là coming late. Tức là xin lỗi vì cái sự chậm trễ, vì tôi đến trễ đi làm em. Cái Mary nói là don't worry about it. Đừng có lo lắng về điều đó ha. Như vậy đáp án của mình là câu 8C. Câu 9 và câu 10 nè. Câu 9 thì Ly nói sao nhỉ? How about giving me a hand? Hãy giúp mình một tay được không? Thì Jack nói sao nhỉ? You're welcome. Không có chi. Không có chi là cảm ơn nè. Đúng không? Rồi I promise. Mình hứa đó. Cái này là lời hứa. Not yet. Là gì? Chưa. Tao hỏi cái gì đâu mà nói chưa. Giúp không? Có. Sure. Chắc chắn rồi. I'll be glad to help. Mình rất vui khi làm điều đó. Khi giúp bạn. Where can we meet for dinner? Chúng ta có thể gì em? Chúng ta có thể gặp nhau để ăn tối ở đâu? Thì câu A, it's up to you. Tùy bạn thôi, câu này thì chúng ta rất là hay gặp. Câu C, I know. Mình biết, biết cái gì đây? At this time tomorrow. Vào lúc này, giờ này mà ngày mai. Người ta hỏi ở đâu mà, where mà, đúng không? I do not want to meet you. Câu này thì hay gặp ở tiếng Việt của mình. Hai người yêu nhau giận dỗi nhau. Nói ngày mai em muốn ăn cái gì ở đâu, phải không? Ăn tối ở đâu? Oh, it's raining. Trời đang mưa. Thì nói là em không có muốn gặp anh. I do not want to meet you. Không phù hợp với em nha. Đáp án của mình là câu 10C. Mình đi qua tiếp câu đề của tỉnh Sóc Trăng đi em. Sóc Trăng câu 21. Dễ quá ha. Câu này thì chúng ta gặp từ lớp 1 luôn. Nice to meet you. Rất vui được gặp bạn. Cái Thanh nói sao? Nice to meet you too. Câu gì? Câu 22. Nga nói I'm sorry, I'm late. Mình xin lỗi, mình đến trễ. Thì câu trả lời của Hiền sẽ như thế nào nè. Cô Hiền, cái này là Nga đi học trễ. Thì cô Hiền mới nói sao? Xin vô lớp muộn đúng không? Thì cô Hiền nói là you're welcome. Như vậy thì cái từ you're welcome với lại cái từ not at all này là dành cho câu cảm ơn nè. Nothing much, không có gì nhiều, không phù hợp nghĩa. That's alright là không sao đâu ha. Không sao đâu, như vậy thì cứ vô lớp đi em, không sao đâu. Câu 23 đi em. 23 xong là mình tới đề động nai luôn. Mình lại gặp một câu về lời khen nữa đúng không? Đây, dấu chấm than. How beautiful your dress is. Cái đầm của bạn thiệt là đẹp à. Thì Lan nói là sao? It's very nice of you to say so. Đúng không? Thật là tốt khi bạn nói như vậy. Đúng không? Really? You think so? Là giống nghĩa tiếng Việt của mình à. Thiệt hả? Bạn nghĩ vậy à? Đúng không? Thiệt hả? Bạn nghĩ vậy à? Đó. Như vậy thì câu C có đúng không? Không, nó không phù hợp nghĩa cho câu này game. I think so. Mình nghĩ vậy tự tin quá mức. I agree with you. Mình đồng ý với bạn, quá tự tin. Như vậy đáp án là câu 23A em ha. Đề Đồng Nai thì đây khá là dài nha. Đây cô để đây ha. Cô đọc cái đề cho các em rồi. Chúng ta sẽ đề này của Đồng Nai nè. Cô đọc cái đề cho các em xong rồi mình sẽ đẩy luôn lên ha. Hãy hoàn thành cái đoạn hội thoại giữa hai người bạn là Aiden. Cái gì mà Aiden nói với Paul? Hãy chọn ký tự từ A đến H để điền vào đây. Và trong này có hai cái ký tự là chúng ta sẽ không cần đến. Tức là mình sẽ chọn từ A, B, C, D, H, E, F, G, H, nhưng mà sẽ có hai cái đáp án còn thừa. Đấy. Câu này là câu số 0, tức là người ta đã chọn cho mình đáp án C rồi, là mình bỏ đáp án C đi em ha. Đó. Là người ta hỏi gì đó. Have you ever been to the music festival in Hidden Village? Tức là bạn đã bao giờ đến cái gì? Đến cái lễ hội âm nhạc tại Hidden Village chưa? Thì Paul trả lời như thế nào? No, what about you? Chưa, còn bạn thì sao? Đó.
Thì Aiden mới nói là mình cũng chưa, no, never, rồi gì nữa, but I like to go, nhưng mà mình thích đi đến đó, it's next week, là vào tuần tới nè. Vào tuần tới thì Paul mới nói gì? Nói chung là các em phải dịch ở cái phía dưới này thì các em mới đoán được cái đây nha, cho chính xác. Chứ mình không có kiểu là mình dịch tới đây xong mình đi tìm từng câu trong đây là không phải nha em. Em dịch nè, cái này là bạn này nói là tuần tới đúng không? Nó sẽ diễn ra vào tuần tới, rồi mình hiểu như vậy. Every sort, mọi thể loại, tự nhiên hỏi cái gì, bo hỏi cái gì mà ở đây nó là mọi thể loại các em, đúng không? Như vậy thì phải liên quan đến đến thể loại. À, phải không? Bây giờ mình sẽ đi tìm cái gì liên quan đến thể loại nè. Câu A ha, thật sao? Really? Rồi, cái này thì nó chưa đánh giá được gì hết. What kind of music? Đó, what kind of music? Như vậy là gì em? À, cái loại nhạc nào sẽ được chơi ở đó, đúng không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là gì em? 13A luôn nha. Rồi, mình chọn xong rồi mình tô luôn, là coi như mình đã xong cái câu đó rồi. Tiếp theo ha, mình qua tiếp cái câu 14. 14 thì mình hỏi, mình xem cái câu đằng trước nè. Would you like to see him with me? Bạn có muốn đi gặp anh ấy với mình không? Would you like? Would you like to see him with me? Câu B của em nghĩa là gì nhỉ? I'm busy every evening except Thursday. Mình bận ngoại trừ ngày thứ năm. Ở đây người ta không có hỏi thứ mấy hết, hỏi cái đi hay không thôi. Như vậy câu B không phù hợp. Để mà làm được những cái câu này á, là các em nên làm những câu dễ trước em ha. Làm những câu dễ trước để mình làm gì? Mình xóa hết đi, mình loại trừ hết đi. Sau đó mình sẽ làm những cái câu khó sau. Ví dụ như ở đây các em có thể làm cái câu này nè. How about? Đó, là một lời đề nghị. Cái này là hỏi về thời gian. Khi nào? Như vậy thì bạn rảnh vào tuần tới bạn rảnh vào ngày nào? Đó, đúng không? Ừ. Như vậy thì tuần tới bạn rảnh vào ngày nào, mình xem thử có hay không, nó sẽ dễ hơn đúng không? Mình bận nó nhưng mà ngoại trừ thứ năm. Như vậy các em chọn được đáp án B không? Đó, thấy không? Tức là trong cái tuần đó thì ngày nào bạn rảnh thì ngày nào mình cũng bận hết trừ thứ năm. Được không? Hợp lý không? Câu B được không? Được, như vậy là mình chọn ở đây là đáp án 16B. Mình lên lại cái câu 15 thử nha. Đây cái câu nè, how about coming? Tức là bạn nghĩ sao về việc chúng ta sẽ đi đến cái lễ hội gì em, nhạc disco á, vào thứ sáu, tối thứ sáu. Sau đó, nói chung là cái từ này nó không quan trọng, nhưng mà cái câu này nè đưa ra lời đề nghị là chúng ta sẽ đi vào cái buổi tối thứ sáu để tham gia cái lễ hội nhạc disco, là nhạc nhảy ấy, em ha. Thì để xem thử có cái câu nào không. Câu này hồi nãy chúng ta loại rồi nè, câu B loại rồi nè. À, cái chỗ này là good idea các em ha. Mà good idea Saturday như vậy là nói về thứ ngày là phù hợp, tốt cho mình thì không được, phải không? Tại vì cái này nó không có hỏi thứ ngày gì hết. Nó hỏi về cái bạn nghĩ gì về việc là chúng ta sẽ tham gia cái sẽ đi đến cái lễ hội nhạc nhảy đó, nhạc disco đó. Rồi, I'm not sure, I don't like that. Như vậy thì cái này là mình không thích cái thể loại nhạc đó ha, mình không chắc. Cái này là không được vì đây là lời đề nghị mà. Lời đề nghị: I'm sorry, no, I hate dancing and I've got football practice. Tức là thứ nhất là phù hợp. Thứ tối thứ sáu, đúng không? Thì bạn này nói là bạn này có một cái buổi đi đá bóng. Rồi cái nhạc disco là nhạc nhảy thì bạn nói là bạn không thích nhạc nhảy. Mình xin lỗi, phù hợp không em? Đó, phù hợp. Đưa ra lời đề nghị và không đi được thì mình nói mình xin lỗi nha. Mình thực ra thì mình ghét nhạc nhảy, với lại mình cũng bận vào cái ngày hôm đó rồi. Như vậy thì câu F là phù hợp đúng không nào? 15F. Tiếp theo chúng ta sẽ xóa câu F đi. Rồi, mình còn lại một câu nè, hai câu nè, ba câu nè, bốn câu. Như vậy mình chọn được hai câu nữa thôi. Các em sẽ nhìn xuống cuối, các em thấy ở đây nè, cái câu cuối cho cô nè. I can book them online. Như vậy là mình đặt vé đúng không? Ok, mình sẽ đặt chúng, đặt vé online. Mà đặt vé online thì chắc chắn ở trên này là phải rủ nhau đặt vé đúng không em? Tại vì hồi nãy chúng ta có đọc qua cái câu này nè, let's get some tickets. Đó, như vậy thì đáp án D, đáp án G của chúng ta cũng được chọn luôn cho câu 17. Mình chọn thêm một câu nữa.
Đây, quay lại cái lời mời. Nếu như một cái lời mời mà chúng ta nói là that's wonderful, thật là tuyệt vời, we can dance to the music, chúng ta có thể nhảy. Ở trên đó thì nói gác rồi, thì dĩ nhiên Paul sẽ không nói là nhảy nhạc nữa. Cho nên câu hát là loại, phải không? Rồi tiếp là câu D đi ha. Good idea thứ bảy là tốt cho mình. Như vậy thì ở đây nó mời mà, như vậy câu A sẽ là phù hợp. À, mình không chắc. Và mình cũng không thích cái thể loại nhạc đó, đúng không? Cái thể loại nhạc này, nhạc hip hop nè, không? Nó liên quan với nhau game. Câu trên và câu dưới nó liên quan. Như vậy ở đây đáp án của mình sẽ là 14A. Bây giờ mình sẽ đi lại từ đầu đến cuối cái đoạn văn này cho nó logic ha. Bạn đã bao giờ đi đến cái lễ hội nhạc tại Hidden Village chưa? Thì bạn này nói sao em? Câu C, chưa. Còn bạn thì sao? Nói là mình cũng chưa luôn và mình cũng thích đi đến đó. Nó diễn ra vào tuần tới nè. Thì Paul nói sao? Thật ư? Cái thể loại nhạc nào mà họ sẽ chơi ở đó, được chơi ở đó, sẽ được chơi ở đó ha? Thì mọi thể loại luôn. Và ở thứ bảy thì có gì em? Chiều thứ bảy thì sẽ có thể loại gì đây? Có nghệ sĩ hip hop đúng không? Bạn có muốn đi gặp anh ấy với mình không? Thì bạn này nói là mình không chắc lắm vì mình cũng không thích cái thể loại nhạc hip hop đó. Và Aiden nói sao nhỉ? Ok, vậy thì bạn nghĩ sao về việc chúng ta sẽ đến nè em, đến cái lễ hội nhạc nhảy nhạc disco vào cái buổi tối thứ 6 tuần tới sau đó, đúng không? Rồi, thì bạn này nói sao? Tức là buổi này là buổi thứ 7 nè, quay lại thứ 6 lại nha, là thứ 6 của tuần tới luôn em. Thì bạn này nói sao nhỉ? Mình xin lỗi, chắc là không rồi vì mình không thích nhạc nhảy và mình phải có cái buổi luyện tập bóng đá. Aiden lại nói, vậy thì trong tuần cái ngày nào thì bạn rảnh, phải không nè? Ở tuần tới á, trong tuần tới thì ngày nào bạn rảnh thì Paul mới nói sao em? Mình bận ngoại trừ thứ năm, tức là ngày nào trong tuần mình cũng bận hết, nhưng mà thứ năm thì mình rảnh. Rồi câu 16 đúng không? Tới câu 16, đây, thật là tuyệt bởi vì như nào? Cái ngày thứ năm này á là sao nhỉ? Là có một cái nhạc sĩ guitar mà nhạc rock rất là hay sẽ chơi vào cái buổi tối đó. Thì Paul mới nói là vậy thì tuyệt quá, chúng ta hãy đặt vé đi, bà hãy đặt vé đi. Ok, thì Aiden nói ok, tôi có thể đặt vé online. Ok, vậy là chúng ta xong cái phần bài tập này rồi ha. Các em làm lại một lần nữa cho chắc chắn. Biết đâu trong đề thi của các em sẽ có một hai câu như thế này và các em chỉ cần vô khoanh lại là xong. Có rất là nhiều bạn đã comment nói rằng là bạn đi thi tại vì An Giang, Vĩnh Long mà thi rồi các em. Và có những cái câu hỏi là rất giống trong đề thi luôn. Tại vì sao? Các em luyện hết 30 đề thì kiểu nào nó cũng trúng mà các em, phải không? Xác suất trúng rất là cao. Rồi, coi chào tạm biệt các em.